Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình có một số lưỡi cưa với lại một số dây nha má anh. Lên cho tất cả mọi người cùng xem nha. Tất cả đồ ở đây là chưa có phí ship nha má anh. Chưa có bao gồm phí ship. Đây cái lưỡi số 1. Lưỡi cắt gạch nha má anh. Lưỡi cắt gạch này. Lưỡi cắt gạch lưỡi 125 nha mấy anh, cốt 20. Lưỡi 125 cốt 20. Lưỡi Nhật Bản nha mấy anh. Lưỡi bãi nó nhìn nó cứng cáp lắm nha. Mã số 1. Số 1 50 ngàn nha mấy anh. Số 1 50 ngàn. Lưỡi cắt gạch lưỡi 125 cốt 20 50 ngàn. Số 2 là lưỡi cắt gỗ nha mấy anh. Lưỡi cắt gỗ. Lưỡi cắt gỗ, lưỡi 100. Này lưỡi 165 nha mấy anh. Lưỡi 165 cốt 20. Thép nó trắng tươi luôn nha mấy anh. Mã số 2. Số 2 80 ngàn nha mấy anh. Lưỡi 165 cốt 20. Mã số 2 80 ngàn. 80 ngàn. Mã số 3 cũng là lưỡi cắt gạch nha. Lưỡi cắt gỗ nha mấy anh. Lưỡi cắt gỗ. Lưỡi cắt gỗ hợp kim. Mã số 3. Lưỡi 165 cốt 20. $80.000 nha mấy anh. $80.000. Số 4. Lưỡi 190 nha mấy anh. Lưỡi cắt gỗ kim nha. Lưỡi 190. Lưỡi 190 cốt 20. Lưỡi cắt khác vô chút nữa, lưỡi cắt anh.
Lưỡi 190 có 20 nha mấy anh. Lưỡi cắt gỗ mã số 4. Mã số 4 100 ngàn nha mấy anh. 100 ngàn. Mã số 5 cũng là lưỡi cắt gỗ hợp kim nha. Cắt gỗ hợp kim. Thép còn đầy đặn nha mấy anh. Lưỡi 590 có 20 nha mấy anh. Lưỡi số 5. Lưỡi 190 có 20. Mã số 5 100 ngàn nha mấy anh. 100 ngàn. Mã số 7. Mã số 6. Ruby nha mấy anh. Ruby nha. Ruby. Lưỡi 190. Có 20 nha mấy anh. Ruby. Chiêu bi lưỡi 190 cốt 20. Lưỡi còn mới chát luôn nha mấy anh. Mã số 6. Mã số 6 100 ngàn nha mấy anh. Ruby. Lưỡi 190 có 20. Ruby. Số 6 100 ngàn. Đây, lưỡi cắt sắt hợp kim nha mấy anh. Lưỡi cắt sắt hợp kim. Mấy anh nhìn nè, cái lưỡi nó tối vậy chứ nó răng nó thép sáng ngời luôn. Răng trắng tươi luôn. Chạy chặt lắm nha mấy anh. Lưỡi 160 nha mấy anh. Lưỡi hợp kim 160 cốt 20.
cắt sắt hợp kim lưỡi 160 cốt 20. Mã số 7. Ba trăm nha mấy anh, 300. Đây, đây cũng là lưỡi cắt sắt hợp kim. Lưỡi cắt sắt hợp kim nha mấy anh. Lưỡi 165 nha. Lưỡi 165. Thép còn đầy đặn nha mấy anh. Chưa niết gì nha mấy anh. Mẹ em không có đọc chữ được. Mã số 8. Mã số 8 300 nha mấy anh. Mã số 8 300. Mã số 9 là lưỡi cũng cắt sắt hợp kim luôn nha mấy anh. Cắt sắt hợp kim luôn. Lưỡi 180 cốt 20 nha. Đây, thông số đây. Cái lưỡi này nó lỗi có một mẻ nhâm một răng một miếng nha mấy anh. Đây chít nè, nó chít xíu à, nó cũng không có đáng gì nha mấy anh, nhưng mà cái nào nhâm là em nói nhâm nha. Nè cái lưỡi này nó vẫn cũng còn thép nữa nha mấy anh. Điều nó nhâm có chiếc hả? Có nhâm thì em nói nhâm nha. Lưỡi 180 nha. Lưỡi cắt sắt hợp kim 185. Ớ 180 cốt 20. Mã số 9. Mã số 9 100.000 nha mấy anh. 100.000. 300.000. Ơ 300.000, lộn. Ba ghi 300 mà đọc 100 vậy mới ghê chứ. Mã số 9, 300.000 nha mấy anh. Sakura nha mấy anh, lưỡi 216 nha, cắt gỗ nha. Sakura. Nào đơn giản thì mới đọc được nha mấy anh. Lưỡi 216, cốt 25 nha mấy anh. Lưỡi 216 cốt 25.
Răng này không có khờn mẻ gì hết nha mấy anh. Cái răng bãi nó có dính dính cho chát đen đen gì nè, chứ nó không có khờn, không có gì hết trơn á. Nhìn sơ qua thì tưởng đâu nó mẻ, chứ thực sự là nó không có mẻ răng nào nha mấy anh. Tại nó dính đen đen rồi, thấy nó đen đen thôi. Sakura 2 lưỡi 216, cốt 25, mã số 10. Mã số 10. 250.000 nha mấy anh. Mã số 10 250.000, lưỡi 26, cốt 25. Số 10 250. Hai năm lăm nha mấy anh, lưỡi 255 nha, cốt 25 nha. Lưỡi này 255, lưỡi 255, cốt 25. Lưỡi này nặng lắm nha mấy anh. Lưỡi này nặng lắm. Mã 11. Lưỡi 255 nha mấy anh. 11. 250.000 nha mấy anh. Mã 11, lưỡi 255. Cốt 25. Mã 11 250.000. 250.000. Đây cục đánh cước gì nha mấy anh. Cục đánh cước gì, chà chà đánh cước gì. Hỏi em bán cục chiếc nha. Còn cái này cục đôi nha mấy anh. Này cục đôi nha, cước đôi á. Đường dòng kính vậy nó là 1,5 tấc nha mấy anh. Đường kính á. Đường kính là 1,5 tấc. Còn cái cốt này 15. Cốt 15 nha mấy anh. 15 hả mấy anh? 15 nha. Cốt 15. Chiều dày 5 phân. Chiều dày là 5 phân nha. Chiều dày là 50. Dày nè là nó bị nó đôi nha mấy anh. Đôi mà đôi liền chứ không có rời. Đôi liền chứ nó không có rời. Này nó dính liền luôn. Này là một cục nha mấy anh, chứ không phải là nó rời nha. Không có tách rời ra được nha. Nó 5 phân nữa á. Mã 12. 12. Mã 12 150.000 nha mấy anh. 150.000. Còn dây 5m nha mấy anh. Dây 5m. Này 12A nha mấy anh. 5m, dây 12A. 3 lõi nha mấy anh, 3 ruột.
Dây 5 mét nha mấy anh. Mã số 13 5 mét 100 ngàn nha mấy anh. Em bôi tùm lum rồi. 5 mét 100 ngàn. Dây 3 lõi nha, 3 ruột. 3 ruột. Dây 12A nha. Dây này 6 mét nha mấy anh, có hai chui nha. Quấn chặt quá giờ ghim vô không được. 7A nha mấy anh. Dây này dây 7A nha. Nó có đầu ra là đầu vào nha mấy anh. 6 mét. Dây 7A. 14. Dây 7A. Có đầu ra đầu vào nha mấy anh. Đây hai chui. Hai chui. Mã 14 6 mét 100 ngàn. 100 ngàn. Mã 15 5 mét rưỡi nha mấy anh. 5 mét rưỡi. Mã 15 5 mét rưỡi nha mấy anh. 80 ngàn nha. Dây này là dây dây 3 ruột nha. Này nó không có thông số, chắc 12A quá. Mấy anh. 7A 15 mét, mã 15 5 mét rưỡi 80 ngàn. 15 5 mét rưỡi 80 ngàn. Mã 16. Dây này cũng là dây 7A nha mấy anh. Dây này dây 2 ruột nha mấy anh. 10 mét. 10 mét dây 2 ruột nha. Dây này dây 2 ruột nha. 7A 10 mét. Mười sáu, mười mét, 170 ngàn nha mấy anh. Mười mét, mã 16, 10 mét, 170 ngàn. Đây, mã 17. Mã 17, 20 mét nha mấy anh. 7A nha mấy anh. Dây 7A 20 mét 250 ngàn nha. Mã 17 20 mét 250 ngàn. 250 ngàn. Đây em còn cặp ổ điện nha mấy anh. Cặp ổ điện. Điện này mà bốt ổ cắm nha mấy anh. Cái này xoay qua dặn qua là nó cứng nha mấy anh. Dặn qua là nó cứng. Để ngay là nó dở lên được, còn xoay qua nó cứng nha. Cứng lên rút lên không có nổi nha. Có 500 hết nha. Nó 500. Mã 18. Mã 18 80 ngàn nha mấy anh. 80. Một cặp vậy là 80. Ý 80 mình ghi 800. 80. 80 phải thêm 2 số 0 nữa đúng luôn. 80.
Má 18 80. 19. Này có cái hộp này đẹp lắm mà mấy anh. Này muốn đựng gì đựng nha. Hộp. Hộp Nhật Bãi. Hộp này chắc đựng vàng quá. Vàng đựng mặt tròn, đựng kim cương. Đựng hộp sòn, kim cương gì á, đựng đi. Đựng đầy cái này là được rồi. Không cần nhiều, nhiêu đây được rồi. Đừng, nhất là hộp sòn mà đựng nhiêu đây là hơi khá khá rồi đó nha. Nó 19, 100 ngàn nha mấy anh. Trong này nó có 3 ngăn nha mấy anh. 3 ngăn. Chắc chắn. Hộp sòn, vàng, kim cương. Đựng nhiêu đây là thấy sống đủ rồi. Rồi, mã 19, 100 ngàn. Đây, đây là cái máy mài nha mấy anh. Máy mài mini nha mấy anh. Bên đây là đánh bóng, còn bên đây là đá mài nha mấy anh. Đây là đá mài, còn này bên đây là đánh bóng. Mới về chát luôn. Điện 100W 60W nha mấy anh. Cái này là xài gia đình là mình mài ít ít thì được. Ngon. Rồi. Mày dao mày kéo. Rồi đánh bóng này kia kia nọ. Rồi đây em chạy cho mấy anh coi. Rồi em rung luôn. Đó. Lên bụi luôn nha mấy anh. Đó. Nhạc lửa nha mấy anh. Máy mài, đánh bóng rồi máy mài nữa nha mấy anh. Chạy em re luôn nha. Chạy em ru luôn. Nó 60 quát nha mấy anh. Mã số 20. Mã số 20 550 nha mấy anh. Bé bé xinh xinh nha mấy anh. 50.000. Ơ 550.000 nha. 550.000. Mã 20 550.000. Rồi hôm nay em có nhiều hàng đấy nha mấy anh. Mấy anh có phù hợp cái món đồ nào thì mấy anh alo mình nha. Rồi em xin chào. Xin chào. Chào.